Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 100 cái token PTR. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi chọn Continue. Mọi người sẽ nhập kết quả này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ, join vào group Telegram. Quay trở lại, giao tiếp vào kênh channel. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ follow Twitter và retweet bài đăng. Chọn theo dõi này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ like và trích dẫn lại cái username của nó. Chọn tweet lại. Sau đó quay trở về bot. Rồi mọi người kéo lên chọn đôn. Tiếp theo mọi người sẽ nhập username của Twitter. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ join vào Instagram và Facebook của nó. Chọn theo dõi này. Rồi, quay trở lại. Join tiếp vào Facebook. Rồi, đây mọi người kích chọn like. Sau đó quay trở về bot. Bấm chọn đôn này. Tiếp tục mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BEP20 cho mình. Rồi sau đó chọn đột. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.